vị, ngày 3 tháng 5, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải thể các bệnh viện dã chiến đã ngưng hoạt động trong thời gian qua. Trong số bệnh viện dã chiến 3 tầng, chỉ duy trì số 13, ngưng số 14 và 16. Việc điều chỉnh này nằm trong kế hoạch tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị COVID-19 giai đoạn hiện nay của Sở Xây dựng, sẽ trình Ủy ban Nhân dân phê duyệt, triển khai trong giai đoạn sắp tới, nếu tình hình dịch không có diễn biến bất thường sau nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát ổn định. Chỉ 4 phường xã có cấp độ dịch 2, còn lại tất cả đều đạt cấp độ 1. Thành phố chỉ còn dưới 5.000 F0 đang điều trị, chủ yếu tại nhà. Số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm, còn dưới 20 trường hợp và không có ca tử vong do COVID-19 trong hơn 3 tuần qua. Theo kế hoạch mới, thành phố sẽ ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động. Việc quản lý F0 tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số, tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ. Đối với các bệnh viện dã chiến tuyến quận huyện, nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tạm một cơ sở chức năng làm bệnh viện dã chiến, thì hoàn trả lại công năng ban đầu. Các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp số F0 tăng cao trở lại. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa thực hiện công tác khám, chữa bệnh thông thường, vừa thành lập khoa, đơn vị điều trị COVID-19 để điều trị người mắc COVID-19, đồng thời với bệnh lý cấp, mãn tính hoặc bệnh lý nền kèm theo. Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cùng các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Quân y 175 là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị COVID-19. Giải thể các bệnh viện dã chiến thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó. Với các bệnh viện dã chiến 3 tầng còn hiện hữu của thành phố, duy trì hoạt động bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13, tạm ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 và 16, ngưng hoạt động tầng 3 bệnh viện dã chiến 3 tầng Tân Bình do Bệnh viện Thống nhất phụ trách. Đây cũng là một trong những điều chỉnh mới nhất của ngành y tế thành phố khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát ổn định.